chào quý khán giả. Mời quý khán giả đến với chương trình 12 giờ hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã chính thức khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Dự khai mạc và chỉ đạo đại hội có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có 16 đại biểu dự đại hội. Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Đại hội lần thứ 10 này nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với 5 chương trình hành động, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029. Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn chủ tịch, ban thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, các phó chủ tịch của nhiệm kỳ Đại hội 10 2024-2029. Đại hội cũng sẽ thống nhất nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách sáng suốt của đại hội. Sáng nay, ban tổ chức cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt và trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, họp xét trao giải hai cuộc thi. Tham dự có lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ và các thành viên ban tổ chức cuộc thi. Cuộc thi gương người tốt việc tốt được phát động từ 7 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2024 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2024. Qua phát động đã có 395 bài thi được gửi về ban tổ chức, trong đó có 50 bài viết của tác giả nhóm tác giả đạt điểm cao trong cuộc thi. Nội dung các bài viết giới thiệu những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt đang công tác học tập lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến đem lại hiệu quả, có tính giáo dục cao. Kết quả, ban tổ chức đã chọn 16 tập thể và 16 cá nhân để tôn vinh khen thưởng. Đối với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên bắt đầu từ 14 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Qua phát động, ban tổ chức tiếp nhận 71.774 lượt thi hợp lệ với 55.867 người thi. Nội dung thi liên quan đến các văn bản như luật thanh niên, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, luật bình đẳng giới. Kết quả, căn cứ vào thể lệ, phần mềm chấm thi đã lọc dữ liệu theo thứ tự ưu tiên và chọn ra 16 cá nhân xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải phụ cho các đơn vị tích cực tham gia cuộc thi. Ban dân vận quyền ủy Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2024. Sơ kết công tác dân vận 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tổng kết công tác xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2024. Trải qua 94 năm hình thành và phát triển, hệ thống công tác dân vận các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Cả hệ thống chính trị huyện Cờ Đỏ đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động để công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2024, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết kịp thời có hiệu quả những phản ánh bức xúc chính đáng của nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo, đến nay toàn huyện có 167 mô hình. Trong đó có 66 mô hình tiêu biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen và Ban dân vận huyện ủy cũng đã công nhận 101 mô hình, trong đó có 91 mô hình tập thể và 10 mô hình cá nhân.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã tổ chức hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Vai trò của phụ nữ được nâng lên, tham gia nhiều hơn vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Toàn huyện có 1.173 nữ cán bộ công chức viên chức sự nghiệp giáo dục, trong đó có 33 nữ lãnh đạo trưởng phó ban ngành đoàn thể huyện, nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện 4 trên 37 đồng chí, đạt gần 11%, nữ là đại biểu hội đồng nhân dân huyện 7 trên 31 đồng chí, đạt hơn 22%. Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tham luận xoay quanh các vấn đề như kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, những bài học kinh nghiệm, đề xuất những biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới trong thời gian tới. Dịp này, ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã trao quà lưu niệm cho nữ lãnh đạo quản lý các cấp nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hôm qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong không khí vui tươi ấm áp, các đại biểu ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ quận trên các lĩnh vực, thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, thực hiện xây dựng người phụ nữ Ninh Kiều thời đại mới, năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, góp phần định hướng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của hội về xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Dịp này, 4 cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động của hội và vì sự tiến bộ của phụ nữ được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đóng góp tích cực vào các phong trào hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ quận và đảm bảo an sinh xã hội được Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tặng giấy khen. 120 đại biểu dự lễ họp mặt được nhận quà chúc mừng của ban tổ chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trong không khí vui tươi ấm áp của buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, tôn vinh những đóng góp to lớn, khẳng định vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện nay, phát huy những truyền thống cao quý của phụ nữ Việt Nam. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ luôn thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. Các hoạt động của hội luôn hướng về cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng và chăm lo đời sống hội viên phụ nữ. Tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ đã tặng quà và hoa cho các đồng chí lãnh đạo nữ của huyện qua các thời kỳ, cán bộ nữ các ban ngành huyện và hội viên phụ nữ các xã thị trấn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hưng, quận Ô Môn cũng họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam, kế thừa và phát huy thành quả đạt được, các cấp hội phụ nữ của phường trong thời gian qua đã phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo trong học tập, lao động và công tác trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, cũng như khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hưng ra mắt 2 mô hình năm có 3 sạch tại khu vực Thới Hòa B và khu vực Thới Hưng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, vai trò của người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ý nghĩa 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam và giao lưu biểu diễn văn nghệ giữa các chi hội với các tiết mục múa dân vũ sôi động đẹp mắt. Ngoài ra, tại chương trình đã tổ chức đạp heo đất tiết kiệm hỗ trợ kinh tế gia đình cho 20 chị em phụ nữ xã Xuân Thắng trong mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, từ đó giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội để trang trải, nâng cao cuộc sống gia đình, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thắng trao tặng 3 phần quà cho 3 chị có thành tích tốt trong mô hình nuôi heo đất tiết kiệm và 100 phần quà cho chị em hội viên nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam do Ngân hàng Kiên Long tài trợ. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đêm giao lưu văn nghệ thu hút 9 đội đến từ các khu vực, đơn vị kết nghĩa của phường tham gia biểu diễn 18 tiết mục với các thể loại song ca, tam ca, tốt ca, xoay quanh nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và hát về người phụ nữ Việt Nam. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã trao 20 phần quà cho hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 300.000 đồng, 2 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng, tặng quà lưu niệm cho nữ cán bộ lãnh đạo hội phụ nữ qua các thời kỳ, phát động mô hình nuôi heo đất tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, là một thuyết minh viên tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chị Lê Thị Thanh Thùy đã chịu khó tìm tòi học hỏi kiến thức về lịch sử xã hội và chị đã dành trọn tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp của mình. Với chị, yêu nghề đơn giản là sự tôn trọng những gì thuộc về lịch sử, yêu lịch sử dân tộc, niềm tự hào quê hương và muốn truyền đạt, truyền cảm hứng cho khách tham quan khi đứng trước những nơi mang nhiều dấu ấn của lịch sử. Dân tộc Việt Nam ta có một bề dày lịch sử vô cùng trân quý và càng làm em lại càng cảm thấy công việc này ý nghĩa. Đem điều này truyền đến cho các đoàn khách, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên để từ đó sẽ nói tiếp truyền thống của ông cha ta. Trong chuyến tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử văn hóa mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, tọa lạc tại ấp Nhân Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi bị thu hút bởi cách kể chuyện của chị Lê Thị Thanh Thùy. Gần 12 năm gắn bó với công việc thuyết minh viên tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Những câu chuyện kể ở các khu di tích đã được chị khắc ghi nằm lòng. Khi mà chị Thùy truyền đạt thì làm cho mọi người còn lưu động lại và sẽ truyền tải được đến cho nhiều người biết về cụ Phan Văn Trị hơn nữa. Theo chị Thùy, là một thuyết minh viên phải mang đến cho khách tham quan ấn tượng đẹp không chỉ riêng về các di tích nơi mình công tác mà còn về đất và người ở địa phương. Chính vì thế mà ngoài việc thuyết minh thông tin đến khách tham quan, chị Thùy còn tìm hiểu và học hỏi từ nhiều kênh thông tin khác để mở rộng vốn hiểu biết, nghiên cứu tư liệu để những bài thuyết minh, những hoạt động tại điểm ngày càng phong phú, sinh động, tạo cảm xúc đối với người nghe, người tham gia. Về các hoạt động thì trường phối hợp với chỗ cô thì là hoạt động về di tích di sản văn hóa thì cô tuyên truyền cho các em với nhiều hình thức. Những cái buổi như thế thì các em sẽ học rút ra được bài học và các em sẽ hiểu biết về cái lịch sử địa phương của xã nhà rất là có ý nghĩa. Lễ hay hoặc là những sự kiện gì đó thì thầy cũng có mời mấy em học sinh hoạt động, ví dụ như là gói bánh nuôi quân, thì trò chơi tải đạn qua sông. Làm sao mình phải giữ được ngọn lửa đam mê này và làm sao ngọn lửa đam mê này càng phải càng được lan tỏa cho những bạn khác và giúp một phần để cho mọi người biết được về di tích, hiểu về di tích và từ đó sẽ yêu quê hương Cần Thơ, từ đó sẽ yêu quê hương và yêu dân tộc Việt Nam hơn. Thì đó cũng chính là cái điều mong muốn nhất của em trong công việc này. Bằng tình yêu, nhiệt huyết với nghề, thuyết minh viên Lê Thị Thanh Thùy vẫn đang thầm lặng làm cầu nối truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa đến với khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó góp phần lan tỏa khí thế, niềm tự hào dân tộc và thắp sáng thêm ngọn lửa truyền thống cách mạng anh hùng của ông cha ta. Lãnh đạo quận ủy Ô Môn vừa có buổi làm việc với ban thường vụ đảng ủy phường Trường Lạc về công tác chuẩn bị đại hội đảng viên tại chi bộ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là chi bộ trực thuộc đảng bộ phường được quận ủy Ô Môn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Chi bộ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc
hiện có 14 đảng viên, cấp ủy gồm 3 đồng chí. Đảng ủy phường đã hướng dẫn cấp ủy chi bộ xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2025-2027, các nội dung tham luận tại đại hội, kết cấu chương trình đại hội và dự kiến số lượng đại biểu tham dự, cũng như công tác trang trí tuyên truyền cổ động tại đại hội. Dự kiến đại hội chi bộ khu vực Bình Yên sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Lãnh đạo quận ủy Ô Môn đề nghị ban thường vụ đảng ủy phường tiếp tục hướng dẫn chi bộ hoàn thiện văn kiện đại hội, đảm bảo nội dung văn kiện ngắn gọn, đi vào trọng tâm, khái quát đúng tình hình thực tế và những khó khăn còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Nhân sự chi ủy nhiệm kỳ mới phải đảm bảo trình độ năng lực, các yếu tố theo quy định, sớm hoàn thiện kịch bản chương trình đại hội theo trình tự quy định, không gian đại hội bố trí hợp lý giữa đại biểu, khách mời và đại biểu chính thức. Quyền cơ đó vừa tổ chức triển khai quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về công tác cán bộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ điều động bổ nhiệm ông Phạm Văn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp, nay thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2020-2025, điều động về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ mong rằng trên cương vị mới, ông Phạm Văn Thảo tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, cùng với tập thể cán bộ công chức trong cơ quan tiếp tục đổi mới sáng tạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đoàn giám sát Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng vừa đến khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết số 05 ngày 6 tháng 1 năm 2021 của quận ủy Cái Răng về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 tại phường Ba Láng. Quán triệt nghị quyết số 05 của quận ủy Cái Răng, Đảng ủy phường Ba Láng ban hành kế hoạch về thực hiện nghị quyết này, đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân phường cũng xây dựng kế hoạch về phát triển du lịch, tham gia tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch tại các sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phường quan tâm mở rộng các tuyến đường 4m khu vực 4-5, phát động phong trào chung tay thắp sáng đô thị với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động nhân dân thực hiện tuyến đường điện chiếu sáng công cộng ở các khu vực 3-4-5, vừa thuận tiện để du khách lưu thông, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trên địa bàn phường Ba Láng hiện có 4 điểm kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái ẩm thực, 1 khách sạn, 14 cơ sở nhà nghỉ lưu trú và 1 khu nghỉ dưỡng. Phường thường xuyên kết nối các địa điểm du lịch ngoài địa bàn để phục vụ nhu cầu du lịch của khách quốc tế, khai thác các văn hóa kiến trúc như Chùa Ông Bổn, Đình Tân Thạnh Đông. Từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2024, phường có gần 31.420 lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu trên 20 tỷ đồng. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ vừa phối hợp với huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến về triển khai mô hình du lịch cộng đồng thí điểm tại huyện Vĩnh Thạnh. Theo nghị quyết số 10 của Thành ủy Cần Thơ, mục tiêu đến năm 2030 của huyện Vĩnh Thạnh xây dựng hình thành khu du lịch trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao gắn với khách sạn, xây dựng các sản phẩm sinh thái đặc trưng để đón khách tham quan lưu trú, mỗi năm thu hút trên 10.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Số khách du lịch lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 5.000 lượt một năm. Phát triển du lịch đặc thù dựa trên nguồn tài nguyên du lịch sẵn có tại địa phương, kết hợp du lịch nhân dân các địa điểm di tích văn hóa lịch sử, đình Vĩnh Trinh, khu lưu niệm tiểu đoàn Tây Đô, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dựa trên đặc sản tại địa phương, nông sản sạch và các đặc sản thế mạnh như chả lụa, bánh đa, nhật nguyệt, trà mãng cầu kết hợp với du lịch miền sông nước. Qua đó nhằm định hướng phát triển du lịch tại huyện Vĩnh Thạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thêm thu nhập cho người lao động tại địa phương. Ban thường vụ huyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa tổ chức trao tặng 4 căn nhà nhân ái cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. 4 căn nhà được xây dựng hoàn chỉnh khang trang với diện tích mỗi căn trên 50m², được trao tặng cho gia đình ông Lê Văn Út ở ấp Thạnh Lộc 2, ông Trương Phú Hữu ở ấp Thạnh Lợi 2 cùng tại xã Trung An, ông Bùi Văn Đến ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, ông Phạm Vũ Linh ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh. Tổng kinh phí xây dựng 4 căn là 450 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động xã hội hóa 200 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, thân nhân và cộng đồng tham gia đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công lao động trị giá 250 triệu đồng để căn nhà khang trang hơn. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa đến trao tiền hỗ trợ cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở cặp sông Trà Nóc tại phường Trà Nóc.
Tại đây, ông Nguyễn Giang Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã thăm hỏi, chia sẻ với người dân về những thiệt hại, động viên các hộ dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền phường Trà Nóc tiếp tục rà soát toàn bộ các hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền vận động người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, đồng thời trao tiền hỗ trợ cho 7 hộ bị ảnh hưởng sạt lở, mỗi hộ 20 triệu đồng từ Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Cần Thơ. Tính từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy đã chi hỗ trợ 480 triệu đồng cho 24 căn nhà bị ảnh hưởng sạt lở trên địa bàn từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, nước sạch là một nhu cầu cơ bản thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước sạch, nhất là khu vực nông thôn. Tuy nhiên, chất lượng nước sạch nông thôn ở một số nơi chưa đảm bảo, áp lực nước yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Cụ thể là ở ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Theo phản ánh của một số hộ dân ở tuyến kênh 7000, cặp sông Sáng Ô Môn thuộc ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân A, năm 2006, người dân rất vui mừng khi được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đã mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch cho hơn 30 hộ dân nơi đây được sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng áp lực nước yếu, chất lượng nước cũng không đảm bảo, giá nước lại tăng cao, dẫn đến việc nhiều hộ dân ngừng sử dụng nước sạch và thay vào đó sử dụng từ nguồn nước giếng khoan. Tôi cũng kiến nghị rằng bên cung cấp nước sạch làm sao tạo điều kiện là mở một cái đường nữa để nâng cấp thêm vô một cái lỗ 2 mét này nè, tầm khoảng 100 ngoài mét thôi, từ cái cống ngoài tới đây là khoảng 100 ngoài mét thôi, để cho người dân người ta xài, người ta ổn định cái cuộc sống. Bây giờ là từ 5 giờ trở về tối là nước bắt đầu nó yếu, xài không được, thậm chí phải dùng cái motor để mà phụ cấp thêm để mà xài. Về cái nguồn nước thì lúc mạnh lúc yếu, xài nó có khi cạn nhiều. Nhưng mà mới sửa lại đây nó có nước nhưng mà cũng hơi yếu, chứ không có đầy đủ cho dân. Hai nữa là cái giá cả nó lên quá trời cao, thành ra đây dân là bức xúc, không có xài nữa. Trước là 3.500-4.000, bây giờ lên 7.000-8.000 rồi, đây dân ta không có xài nữa. Còn nước ở đầu thì không biết sao chứ ngay tôi là nó bẩn lắm, dơ lắm. Có khi xả nó bỏ mấy cả khối nước gì đó là nó mới sạch. Hiện tại xã Trường Xuân A có 2 trạm cấp nước sạch sinh hoạt đặt ở ấp Trường Ninh 1. Trong đó trạm cấp nước chính có công suất từ 60 mét khối đến 80 mét khối một ngày đêm. Được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2021 để cung cấp nước sạch cho toàn địa bàn. Riêng trạm cấp nước cũ trước đây có công suất 20 mét khối một ngày đêm, chỉ để dự phòng khi có sự cố xảy ra. Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đã đạt 95%. Thì đối với ý kiến kiến nghị của cử tri ấp Trường Ninh 3 thì ủy ban cũng có đề nghị Trung tâm Nước sạch thành phố Cần Thơ đấu nối để tạo cái điều kiện là cho người dân của Trường Ninh 3 trên tiếng sáng Ô Môn á, thì đã có nguồn nước mạnh, và đặc biệt về nước dơ là Trung tâm Nước sạch cũng có trả lời là sau một thời gian thì Trung tâm Nước sạch có rửa bồn thì đôi khi nó cũng có một số bẩn, thì cũng có đề nghị bà con khi nước bẩn thì nên xả khoảng chừng 2 đến 3 phút thì nước sẽ trong lại, thì người dân sẽ sử dụng được bình thường. Đối với vấn đề giá thu tiền sử dụng nước sạch nông thôn á, thì Trung tâm Nước đang thực hiện theo cái quyết định 215 ngày 1 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban dân thành phố Cần Thơ phê duyệt. Trong đó thì riêng đối với hộ nghèo có sổ và gia đình chính sách á, thì vẫn không tăng giá từ cách đây là 8 năm. Riêng đối với đối tượng khác á, thì có điều chỉnh theo các chi phí đầu vào đầu ra và được sở ngành thẩm tra thẩm định phê duyệt và thành phố phê duyệt theo quy định. Và về vấn đề các cái tuyến ống nước mà khu vực này á, thì thời gian qua là có các cái công trình dự án thi công nâng cấp mở rộng cái công trình giao thông nông thôn, và cái tuyến đường ống nước chúng ta phải dời đi dời lại nhiều lần nhiều đợt. Cho nên là việc là phải để giải phóng bằng thì cái việc gián đoạn cấp nước thì có xảy ra. Tuy nhiên là đơn vị cũng đã phối hợp cắt là dời ống và đấu nối kịp thời. Mong rằng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn sớm phối hợp địa phương để rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu đầu tư, nâng cấp cải tạo, mở rộng tuyến đường ống cấp nước sạch trên địa bàn xã Trường Xuân A
để nâng cao khả năng cấp nước và chất lượng cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.